gì hả? Nó cãi lộn không lại mình á. Cái xong rồi hả? Bao que nó cãi lộn không lại mình, cái nó kêu hả? Mày á, mày chỉ biết mày chỉ là một cái đứa bị cộng sản nhồi sọ, bị cộng sản tẩy não. Cái gì khoa học nước ngoài nó tiên tiến, khoa học Việt Nam tiên tiến cỡ nào chứ. Con coi mấy cái khoa học viễn tưởng nước ngoài đồ, con thấy cái việc mà nhồi sọ, việc mà tẩy não nó chỉ có trong viễn tưởng thôi à. Chứ con chưa có thấy cái hiệp hội quốc tế hay là một cái tổ chức nào á mà đứng ra nói được á là hả, người ta đã cải tiến ra được công nghệ nhồi sọ, rồi tẩy não, rồi ấy hết trơn á. Mà tại sao bọn Ba Que nó nói được Việt Nam mình với lại cộng sản mình á là tẩy não được, nhồi sọ được, vậy tính ra tình trình độ khoa học kỹ thuật của Việt Nam mình nó tiên tiến ghê luôn hả cô chú ha. Con cũng mong muốn được á là Việt Nam mình hả nó cũng tạo được phương pháp nhồi sọ với tẩy não, để tẩy não hết cái thế giới, tẩy não hết cái bọn Ba Que sầm lờ thôi, để cho tụi nó chích mẹ hết cho gọi nó sống chi. Gì mà con phải nói chuyện hơi bức xúc là mất ẻ. Việt Nam Cộng Hòa không phải là bán nước mà chỉ là đòi nhân quyền cho người Việt. Tụi bay xạo lồn vừa phải thôi. Cho con nói chuyện mất dạy chút xíu cho cô chú. Tụi bay bớt xạo lồn đi. Tụi bay ngưng lại giùm tao cái đi. Tụi bay sống ảo quá rồi. Tụi bay ảo tưởng sức mạnh của tụi bay quá rồi đó. Tụi bay nghĩ gì vậy? Tụi bay nói là tụi bay đang đòi nhân quyền cho người Việt Nam hả? Ủa, đòi nhân quyền cho người Việt Nam, vậy tại sao lúc mà Việt Nam á và hàng triệu con người Việt Nam và biết bao nhiêu người bạn bè anh em thế giới họ chung tay góp sức kiện Mỹ để đòi quyền lợi họ cho những cái người mà bị chất độc da cam, chất độc dioxin, thì hả cái bọn Việt Nam Cộng Hòa tụi bay lại đi ngược lại với điều đó. Tụi bay lại giúp cho thằng Mỹ thắng kiện. Cái đó gọi là nhân quyền của tụi bay á hả? Cái đó là gọi là cái gì, gọi là gì ta, nhân quyền, nhân đạo, tấm lòng yêu nước cao cả của tụi bay á hả? Tụi bay cao cả quá, tao không cần đâu. Tao nói thiệt luôn, tao đại diện luôn, đại diện cho người Việt Nam. Tao không cần cái nhân quyền, cái lòng yêu nước xảo trá đó của tụi bay. Thế giới nào công nhận hả? Mày biết thế giới nào công nhận bác á hả? Thì mày đi chịu khó á, mà học tiếng Việt ha, đọc hỏi tiếng Việt ha, xong lên Google ha, kiếm ha, tiếng Việt rất là nhiều. Còn nếu như mà thông minh hơn chút xíu nữa, não có phát triển hơn chút xíu nữa thì chịu khó học tiếng Anh ha, xong rồi lên Google ha, search bằng tiếng Anh ha, có rất nhiều sách sử về tiếng Việt lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Tớ thiệt là tất cả những thứ tiếng trên thế giới này, cái tiếng nào á nó cũng có nói về cái vấn đề là bác đứng trong hàng ngũ 18 danh nhân văn hóa thế giới hết trơn á. Bởi vì mấy đừng, đừng 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 có mở cái giọng xảo trá ra là ai công nhận. Chất độc. Tụi bay nói những cái câu đó tụi bay thấy ngượng mồm không? Tụi bay kêu là chất độc tự việc tự việc, chất độc là tự Việt Nam bơm thổi lên, tụi bay thấy ngượng mồm không? Tao thấy á, Việt Nam Cộng Hòa, lũ Việt Nam, cô chú cho phép con á là cô chú cho phép con là bây giờ là con không nói chuyện với cô chú luôn mà là con chửi lại bọn Việt Nam Cộng Hòa nha. Được rồi. Tụi bay có cảm thấy ngượng miệng khi mà tụi bay nói á, là Việt Nam Cộng Hòa là hả Việt Nam thua kiện sắp mặt lờ trong chuyện kiện chất độc màu da cam không? Tụi bay biết vì sao thua không? Thua chỉ bởi vì một chữ màu thôi. Một chữ màu thôi, chất độc da cam, chất độc dioxin, nhưng mà Việt Nam kiện ra là kiện chất độc màu da cam, họ thua chỉ vì một chữ màu thôi chứ không phải là họ thua vì sự thật. Cái sự thật nó vẫn nằm đó, sự thật vẫn có là thằng Mỹ đã rải biết bao nhiêu chất độc da cam lên cái đất nước này, đã làm cho biết bao nhiêu triệu con người đáng lẽ họ phải lành lặn, họ phải có chân có tay giống như mọi người.
Nhưng mà cuối cùng á, họ lại bị khuyết tật, bị khiếm khuyết đi những cái vùng trên cơ thể, chỉ bởi vì bọn bay á, chỉ bởi vì cái bọn Mỹ, bố Mỹ của tụi bay á. Cho dù tụi bay nói đảng và nhà nước á, có lỗi với Việt Nam Cộng hòa tụi bay, nhưng mà nhân dân Việt Nam không có lỗi với tụi bay. Tụi bay có bao giờ nghĩ được á, là những cái người mà bị chất độc da cam đó, họ có thể có đôi chân, đôi tay, có não, có suy nghĩ giống như mọi người bình thường. Họ có thể sinh hoạt bình thường, họ có thể lấy vợ, lấy chồng bình thường. Họ có thể hoạt động một cách bình thường. Nhưng mà tại vì chất độc màu da cam mà họ khuyến khích đi một phần cơ thể không? Đấng tạo hóa tạo ra họ, mỗi con người là có hai chân, hai tay. Có đôi mắt, có tai, có mũi, có miệng, có não. Nhưng bởi vì chất độc màu da cam mà họ bị mất đi những cái quyền mà đáng lý họ có. Trong khi đó hả, cả nước, đồng bào cả nước, nhân dân cả nước, bạn bè anh em quốc tế, họ cố gắng thắng kiện để họ đòi lại cái quyền cho những cái người mà bị, những cái con người á mà đáng lý họ được hưởng những cái quyền hạnh phúc đó, cái hạnh phúc đầy đủ mọi cơ thể mà đấng tạo hóa đã cho họ. Cái ở đây á, Việt Nam kiện ra không phải chỉ duy nhất chỉ vì muốn được tiền bồi thường họ kiện ra, còn vì muốn gì tụi bay hiểu không? Vì muốn lấy được cái danh dự, vì muốn thế giới bạn bè năm châu hiểu được cái nỗi đau thương mất mát của họ. Tụi bay thấy người dân Nhật không? Mỹ thả hai trái bom xuống thành hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Bây giờ những cái người mà đã chết đi hoặc những người còn bị nhiễm phóng xạ họ vẫn được thế giới biết đến. Họ vẫn được tưởng nhớ. Những người bị chất độc da cam ở Việt Nam họ cũng đáng được tưởng nhớ, họ cũng đáng được người khác biết đến như vậy, họ cũng đáng được đòi lại được cái danh dự của họ. Nhưng mà bởi vì tại Việt Nam Cộng hòa tụi bay á, một ngày nào đó con cháu anh em bạn bè của tụi bay á bị nhiễm chất độc da cam á, thì lúc đó coi tụi bay có mở mồm ra nói được cái câu đó hay không. Bây giờ bỏ qua cái chuyện đó, nói về cái chuyện Bác Hồ. Bác Hồ, cái chuyện nói về chuyện Bác Hồ cũng là một trong những cái chuyện mà con tức tới nỗi con cạo đầu. Con Jenny Trần nó kêu bác, nó nói bác là thiếu tá Hồ Quang. Trên mạng có rất là nhiều thông tin xuyên tạc, nói là hả, năm 1932 Nguyễn Ái Quốc đã chết trong ngục, còn thiếu tá Hồ Quang là tay sai, là gián điệp do bọn Trung Quốc, Trung Cộng cài vô Việt Nam. Vậy bao que tụi bay giải thích giùm tao ơi. Năm 1932 Trung Quốc vẫn còn bị các nước đế quốc đô hộ, vẫn là miếng bánh ngon, vẫn là một cái miếng bánh pizza, vẫn là một cái miếng mồi ngon cho những cái đế quốc thay nhau sâu xé. Bản thân Trung Quốc vẫn còn nằm trong một cái vũng máu, nhân dân Trung Quốc vẫn còn nằm trong lòng than. Vậy tại sao mà bọn Trung Cộng nó có thể nghĩ đến là cài gián điệp vô Việt Nam? Có bao giờ tụi bay nghĩ là hai nhà nhà nào cũng nghèo mà có thằng này gả với ba bên nhà bên kia, vậy biết trước nhà bên kia giàu không?
biết trước không? Thằng Trung nó quốc Trung Quốc nó còn hả phải chiến đấu nó gian khổ với lại bọn đế quốc, còn phải hả đớn đau trong lửa khói của chiến tranh. Vậy thì tại sao mà bọn nó có thời gian đâu mà suy nghĩ mà gài thiếu tá Hồ Quang vô trong Việt Nam được? Năm 1932, Nguyễn Ái Quốc chết chết trong nhà tù. Ủa, tại sao biết là chết trong tại sao bọn bay biết được chết trong nhà tù, trong khi mà những cái người hoạt động cách mạng lúc đó bấy giờ họ còn không biết được? Vậy tại sao tại lúc đó cái độ thẩm mỹ á, thủ thuật thẩm mỹ nó chưa ở một trình độ cao, vậy tại sao á mà những cái người đã từng hoạt động cách mạng với bác, những cái người mà ở Nghệ An, những cái người mà ở quê bác không nhận ra được bác? Chẳng lẽ vô tình thiếu tá Hồ Quang có mặt mũi giống như Nguyễn Ái Quốc hay sao? Hay là lúc đó Trung Quốc nó phát triển trước rồi nên nó có thể phẫu thuật thẩm mỹ giống bác Hồ được? Bác yêu yêu trẻ con, bác hôn hết trẻ con thì tụi nó kêu là ấu dâm. Giờ lúc trước là con cảm thấy bực tức, bây giờ con tính ra cũng tội nghiệp. Tội nghiệp cho tụi tụi ba que lắm, sở dĩ tụi nó thấy á, là hả bác hung hít ôm tỏ tình yêu thương với lại trẻ con á, trẻ em á là ấu dâm là tại vì biết sao không? Là tại vì thời của tụi nó, ba mẹ tụi nó, ông bà nó lo đi bán nước không à, lo đi cướp bóc không à, đâu có thời gian đâu để mà hả yêu thương bọn nó, bày tỏ tình yêu thương bọn nó. Bọn nó từ nhỏ sống á, đã thiếu thốn yêu thương rồi cho nên đâu biết cái gì gọi là tình yêu thương mà ông bà cha mẹ dành cho mình đâu, cho nên hả nhìn ở đâu cũng ra cái xấu, nhìn đâu cũng ra cái bậy bạ hết trơn á, trong đầu nó toàn là có những cái thứ đó không à. Đã cái thế hệ ông cha hả, cái thế hệ ông cha bố mẹ hả đi bán nước rồi, phản quốc rồi, đi cướp bóc rồi, xong rồi tới thế hệ tụi nó hả F1 F2 qua đến Mỹ rồi ở lên cái đất nước văn minh rồi, ở cái xã hội ở cái đô thị hiện đại rồi mà tụi nó không được có mở mang đầu óc gì hết trơn á. Người ta nói hả gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sống ở bên Mỹ, sống ở một cái đất nước văn minh hiện đại vậy, giao lưu với những cái con người á văn minh vậy, tại sao mà tụi bay không có có thể là mở mang đầu óc tụi bay được? Giờ sao tụi bay càng ngày càng ngu, còn ngu hơn thời ông bà tụi bay nữa, là hả ngu xuẩn nghiệt xúc của tụi bay hết trơn á. Mở mồm ra hả dân chủ, mở mồm ra là đòi lại quyền lợi cho người Việt Nam, đòi lại quyền lợi. Về đây nè, về đây em đòi quyền lợi nè, ở bên Cali để làm gì? Ở bên Cali để kích động giới trẻ Việt Nam, kích động những cái sinh viên, những cái con người á mà họ còn ý thức yếu kém, những cái người mà dễ tin người, kích động họ để họ đứng lên, họ biểu tình này nọ, để cuối cùng sao bọn họ ở tù. Tụi bay ở đâu? Tụi bay dựng ở bên Cali á, tụi bay làm được cái thá gì? Những cái người chịu là ai? Là những cái người mà bị bọn bay nhẹ dạ cả tin, bị bọn đây lừa gạt. Lúc mà họ trong tù á, tụi bay làm được gì cho họ? Hay tụi bay ở bên Cali xong rồi hả tụi bay kích động lớp khác, thằng thằng này bị bắt ở tù thì thôi thôi kệ mẹ đi, kệ chừng nào nó ra tù thì tao lại dụ dỗ tiếp, bây giờ tao dụ dỗ thằng khác. Biểu tình để phản ánh, để lôi kéo xã hội thì bay không làm được gì á. Nếu tụi bay muốn thật sự mà muốn á mà hả phục quốc á thì tụi bay ngon á, đi về đây mà phục quốc nè, để coi á dân nó có quýnh bay chết không, có lột da tụi bay ra không, có đốt tụi bay thành tro thành bụi không. Hả 90% 80% dân số Việt Nam hả ai cũng ghét đảng, ai cũng hả muốn phục quốc Việt Nam Cộng Hòa, tại vì Việt Nam Cộng Hòa xây dựng xã hội này nọ gì giàu có văn minh rồi gì 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 đó, gọi kêu hả dân Việt Nam Cộng Hòa gì là quân đội mạnh thứ tư thứ năm thế giới. Trời, mạnh thứ tư thứ năm thế giới còn chê việc Việt Cộng thì sao? Chê Việt Cộng là những người gì ta nghèo bẩn rồi ngu rồi rừng rú khỉ. Ủa vậy sao tụi quân quân sự đứng thứ năm thế giới, đứng thứ tư thứ năm thế giới tụi bay lại thua Việt Nam Cộng Hòa, lại thua Việt Cộng vậy, lại thua những cái người mà nghèo xuẩn ngu ở trên rừng trên núi khỉ vậy? Ủa nếu mà hả Việt Cộng á là khỉ, là rừng rú, là ngu,
Vậy thì tụi bay hả? Còn thua cả rừng rú, thua ngu hơn khỉ nữa hả? Vậy thì lúc mà người ta nói tụi bay là chó, là cẩu nôi đâu có sai đâu. Quá đúng luôn, tại tụi bay cũng nhận tụi bay là... Tụi bay cũng tự nhận á, là tụi bay còn thua cả khỉ, cả mấy người rừng rú mà. À hả? Bất kỳ này, bất kỳ nọ, bất kỳ chó, bất kỳ này kia. Bất kỳ này hết cổ nhà tụi bay hả? Trong khi á, Pháp thực hiện chính sách hả, chia vùng miền ra để làm gì? Để dễ dàng cai trị, để làm ngu dân. Mà chính tụi bay á, chính những cái đứa Việt Nam Cộng Hòa tụi mày á, là những cái đứa ngu bị mắc trong bẫy của tụi nó. Còn hả, nói về tụi bay nói là gì? Dân Việt Nam không có ai giống như bọn Bắc Kỳ á, bọn Bắc Kỳ là lai tàu không à. Còn hả, dân tụi bay á, mấy đứa Việt Nam Cộng Hòa tụi bay á, mới là dân Việt Nam chính gốc. Ủa vậy, vậy cho hỏi. Thời văn lang Âu Lạc, đất nước của mình á là đóng đô ở đâu vậy? Ở miền Nam hả? Đóng đô ở Sài Gòn hả? Hơn 2.000 năm phong kiến, có triều đình nhà nào mà đóng đô ở Sài Gòn không? Có kinh thành nào ở Sài Gòn không? Hay cho tới thời nhà Nguyễn luôn mới có kinh thành ở Huế? Trước giờ có kinh thành nào ở Sài Gòn không vậy? Thậm chí nhiều khi á, có khi bọn nó còn không biết cái vùng Sài Gòn này á đã được ba xét được bao lâu rồi nữa. Nói là lúc nào cũng mở miệng ra là Bất Kỳ gì nghiệt xúc hay gì gì á, à, Bất Kỳ lai tàu rồi bán nước cho tàu, rồi chỉ có Việt Nam Cộng Hòa mới là gì mà dân miền Nam, người Việt Nam Cộng Hòa mới là dân gốc thôi, còn nhiều hả, toàn là mấy cái dân của người Trung Quốc qua qua đây lai không à, toàn là dân bán nước không à, toàn là dân rừng rú khỉ không à. Thời văn lang Âu Lạc á, đất nước ta gồm có 15 bộ lạc. Qua sau đó 10 qua 10 gồm có 15 bộ lạc. Sau đó cho tới thời mà Nhị Chân Vương đánh lại với quân Mã Vệ Uyển của Hán Vũ Đế. Mình vẫn cái khu vực đóng đô của mình á, vẫn là ở ngoài Bắc. Cho tới năm 1938, Ngô Quyền thống nhất đất nước. Kinh đô vẫn là ở ngoài Bắc. Ở miền Nam này vẫn chưa được khai phá. Cho đến thời nhà Lý á, thời nhà Lý mới bắt đầu hả đánh vào Chăm Pa. Từ từ qua những cái thời đại mới bắt đầu đánh vào trong này. Khai hoang mở đất. Đi làm kinh tế. Cái vùng miền Nam từ cái vùng duyên hải vào trong này á, nó chỉ mới có cách đây mấy trăm năm thôi. Vậy thì cho hỏi gốc của người Việt Nam là ở đâu? Trên cả ba cái miền này luôn, cái miền nào cũng là người dân Việt Nam hết, không có kỳ thị cái miền nào hết. Còn nữa, trong 54 dân tộc Việt Nam, kể cả những dân tộc thiểu số mười mấy 20 người, không có cái dân tộc nào á mang tên là Ba Que với lại Việt Nam Cộng Hòa hết trơn á. Cho nên á, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa tụi bay á, đừng bao giờ tự nhận là người Việt Nam, không có. Dân tộc Việt Nam không có dân tộc nào á, là dân tộc Ba Que với lại dân tộc Việt Nam Cộng Hòa hết trơn á. Bởi vậy tụi bay á, chỉ là cái loại là gì biết không? Nghiệt xúc ngoại bang thôi. Thứ xúc vật ngoại lai thôi. Không có quyền gì hết trơn á. Mà đã không có quyền rồi á, đã là bọn ngoại bang rồi, thì tụi bay không không có một cái tư cách gì để xía vào cái chuyện của Việt Nam hết. Có chăng cũng chỉ là những cái con người Việt Nam, họ có quyền nói lên tiếng nói của họ thôi. Tụi bay đã đu càng được sang Cali rồi á, thì ở bên đó luôn đi, ở về đây đu chu mỏ gì đây chi vậy. Còn nếu như muốn muốn phục quốc hay phát quốc gì á thì ngon đi, về đây mà phục quốc nè, về đây nè, thử coi tụi bay bước chân vô cái Việt Nam này coi, bước chân vô cái Sài Gòn coi, bước chân vô cái ấy Hà Nội coi, bước chân vô từng cái cảng thôi, từng cái sân bay coi, coi dân nó mà biết nó có thịt tụi bay ra không, nó có đốt tụi bay làm cho làm bụi làm xương không. Ở bên kia thế giới á, ở bên kia của đại dương á, cách cả
cả một cái đại dương rộng lớn mà lúc nào cũng chỏ mỏ về, giống như kiểu biết mấy chuyện ở Việt Nam rành lắm. Tụi bay có là gì, tụi bay là thần thánh hả, tụi bay có thiên lý nhãn với lại trợ thính hả, nên tụi bay biết hết được mấy chuyện Việt Nam mà từng trong ngóc ngách hả, chuyện trong tháng người ta cũng biết nữa. Tối ngày mở mồm ra kêu hả, Việt Nam bán đất hết, bán hết đất rồi, bán hết rừng, bán hết mỏ, bán hết mẹ rồi, không còn gì nữa. Sao biết hay vậy, chung với gầm giường người ta hả? Chỉ có mấy đứa mà chung với gầm giường người ta thôi thì mới biết được mọi chuyện thôi, chứ còn trên đời này không ai biết được mọi chuyện sự thật hết trơn á. Lúc nào cũng mở miệng ra kêu bán đất đó, Trung Quốc nó mới đòi đòi mua đảo Việt Nam đó. Ủa bán rồi vậy còn mua chi nữa vậy? Mở mở miệng ra là hả, gì đảng hèn yếu, đảng yếu đuối nhu nhược. Sao tụi bay không ngon vậy, tụi bay đây về đây nè, bị về đây bị đánh nè. Mẹ ngày xưa hả, ngày xưa đánh với cộng sản thôi tụi bay đã đu càng rồi, bay đu càng bay chạy sang California bên bển rồi mà bay vào đập xạo. Ngày xưa Việt Cộng đã là gì đâu, quân sự của Việt Cộng đã đứng đứng thứ mấy thế giới đâu, vậy mà tụi hả, cái tụi Việt Nam Cộng Hòa tụi bay còn chạy như chó. Ông Thiệu ông nói gì, ông nói là hả, thà làm tử sĩ chứ không bao giờ đầu hàng. Vậy mà cuối cùng như nào, ổng là người đầu tiên chạy, là người đầu tiên lên máy bay qua California trước á. Vì Cộng Hòa, vì Cộng đánh còn không lại, vì cộng mà tụi bay nói là khỉ, là người rừng rú mà tụi bay đánh không lại thì sao mà tụi bay đòi kêu đảng đánh lại Trung Quốc. Tụi bay hay quá, dân Trung Quốc biết bao nhiêu, nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ mấy thế giới, quân sự Trung Quốc đứng thứ mấy thế giới. Mặc dù mình tức khi mà bị nó đàn áp thiệt, nhưng mà mình á cũng chỉ thể hiện một cái mức độ nào là thể hiện cái sự cứng rắn của mình thôi. Và mình nhờ quốc tế can thiệp, toàn quốc tế can thiệp, nhờ những nước láng giềng can thiệp, chứ làm sao mà hả mình xách súng mình bắn nó được. Mở miệng ra là đòi chiến tranh, tụi bay có bao giờ nghĩ 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 tới chiến tranh nó mà nổ ra thì ai là người chịu thiệt trước tiên không? Tao lé thì sao, tao lé ít nhất tao có mặt mũi hình hài, tao cũng dám đưa cái mặt tao ra, cha mẹ tao sinh tao lớn lên tao cũng dám đưa cái mặt tao ra, tao còn tự hào với cái mặt của tao. Còn đỡ hơn tụi ba que tụi bay có cái mặt cha mẹ sinh ra cũng dám đưa mặt ra nữa, mặt lồn mới sao sợ không dám đưa mặt ra. Mặt tao lé là tao cũng có hai con mắt, có lỗ mũi, tao cũng dám đưa lên mạng xã hội,